sẽ thi với nhau, thi đua với nhau nghe không? Xem là lớp nào là biểu diễn hay nhất, và sẽ tối nay là có thưởng luôn đó nha, có giải thưởng và có quà luôn nha. Đấy, thì anh đăng lên nó hướng dẫn cho các em tập cho thật đều nha. Tối nay các con tham gia nhảy giữa cũ, các con sẽ được mục đích của các con là gì, mục tiêu là gì nhỉ? Giành cốt đường. Và thầy cũng tiết lộ cho các con điều nữa là tối nay sẽ có rất nhiều người theo dõi các con qua màn hình, qua các trang truyền thông của chùa. Vì vậy các con hãy cố gắng mang niềm vui đến tất cả mọi người, các con có đồng ý không? Thưa các cô à, sao các cô nhớ mất là gì đâu? Thầy nghĩ là ở bên ngoài kia thì các bạn đang rất là cố gắng hăng say tập luyện đúng không? Thế thì còn mình ở đây, mình không có tập luyện thì mình sẽ làm vai trò gì con biết không? Cổ vũ nha, để con nhớ tối nay mình sẽ cổ vũ cho thật là nhiệt tình, nhớ chưa? Đấy, sự cổ vũ con sẽ là nguồn năng lượng, động lực để cho các bạn của nhóm lớp mình sẽ có một tiết mục biểu diễn tốt nhất, con nhớ chưa? Nhớ nhá. Các thầy cũng mời chúc các con sẽ luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, nhiệt huyết, đoàn kết yêu thương nhau và luôn luôn vượt lên chiến trình, chiến thắng chiến trình, và sẽ chiến thắng trong cuộc thi thành phố tới hôm nay nhé. Và chiến thắng chiến trình là ai chiến thắng rồi nhé. Còn thật sự thì giờ nói rồi, thật sự thì rất là nhiều lắm lắm. Và thực tế thì mình chỉ cần muốn cái đại dịch cao nhất là chiến thắng chiến trình thôi là rất là ngon.